Theo thông tin mới được Tiền Phong tiết lộ, quá trình thương thảo bản quyền truyền hình vòng chung kết World Cup 2022 đã kết thúc trong yên đẹp và đơn vị truyền hình tại Việt Nam sẽ sớm công bố trong ngày mai. World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 tới tại Qatar. Thời gian qua, câu chuyện bản quyền truyền thông World Cup 2022 nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Theo thông tin mới nhất từ báo Tiền Phong, Việt Nam đã chính thức kết thúc quá trình thương thảo và sở hữu bản quyền truyền thông của giải đấu lớn nhất hành tinh. Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết việc đàm phán diễn ra cam go nhưng kết thúc tốt đẹp. Người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi đầy đủ các trận tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khởi tranh tháng 11 tới ở Qatar. Ngoài ra, một nguồn tin khác từ thanh niên cho biết, giống như những kỳ World Cup trước đây, đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông là ngày truyền hình Việt Nam VTV. Thậm chí, có thể ngay trong ngày mai, ngày 21 tháng 10, VTV sẽ chính thức công bố bản quyền truyền hình của vòng chung kết World Cup 2022 đúng một tháng trước khi giải đấu khởi tranh. Được biết, VTV sẽ được hưởng những quyền lợi sau khi nắm trong tay bản quyền truyền thông của World Cup 2022, trong đó có quyền truyền hình và radio độc quyền truyền hình, mặt đất, các vệ tinh IVTV và không độc quyền phát thanh trên lãnh thổ Việt Nam. Quyền truyền phát trên di động và Internet bao gồm OTT, độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam. Trong gói này, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng yêu cầu các đài bắt buộc phải phát trên kênh quảng bá một số trận đấu nhất định như trận khai mạc bế mạc. Để đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm dân số của nước đã mua thành công bản quyền được xem những trận này, các điều khoản nói trên đều được đưa vào hợp đồng. Hồi World Cup 2010, TV mua bản quyền từ đen siêu Alpha những đến World Cup 2014 megapixel và xin và lại thắng các đối thủ sừng sỏ để trở thành nhà phân phối bản quyền truyền hình trên toàn lãnh thổ Việt Nam đến World Cup 2018 và 2022 FIFA đã chọn inon tốt và Media làm đối tác cũng theo các nguồn tin kể trên bản quyền truyền thông World Cup 2022 tại Việt Nam có giá cao nhất từ trước đến nay con số này có thể lên đến 15 triệu USD khoảng 350 tỷ đồng Quá trình thương thảo bản quyền truyền hình World Cup 2022 gần như đã hoàn tất. Thông tin về đơn vị sở hữu bản quyền World Cup cùng kênh phát sóng có thể sẽ được công bố trong tháng này. Người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi đầy đủ các trận tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khởi tranh tháng 11 tới ở Qatar. Vấn đề bản quyền truyền hình World Cup 2022 trở nên nóng lên thời gian qua khi in Sports và Media, ISM, đối tác của FIFA, được cho là đưa ra mức giá tới 15 triệu USD, khoảng 350 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với World Cup 2018. Đây là con số thách thức với các nhà đài Việt Nam trong bởi kinh tế khó khăn sau đại dịch dẫn đến ảnh hưởng doanh thu quảng cáo, tuy nhiên vấn đề này có thể sớm được giải quyết. World Cup 2022 diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022 là giải đấu quy tụ 32 đội tuyển quốc gia mạnh nhất trên thế giới. World Cup 2022 được tổ chức tại Thang Hà. Đây sẽ là lần đầu tiên giải bóng đá hàng đầu của FIFA được tổ chức ở Trung Đông. Trước đó World Cup đã diễn ra ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi và châu Á. Trận khai mạc diễn ra vào ngày 23 giờ ngày 21 tháng 11 tại sân vận động An Bay giữa chủ nhà Qatar và Ecuador, còn trận chung kết được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 tại sân Lusai Iconic giải đấu sẽ được tổ chức tại 8 sân vận động thuộc năm thành phố tại Qatar. Từ World Cup 2006 đến nay, trước vô địch World Cup luôn thuộc về các đội tuyển châu Âu, đó là Italy 2006, Tây Ban Nha 2010, Đức 2014 và Pháp 2018. World Cup 2022 là kỳ World Cup cuối cùng thi đấu theo thể thức 32 đội dự vòng chung kết từ năm 2026 trở đi. Vòng chung kết World Cup sẽ có 48 đội tham dự giải đấu ngày được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ là Canada, Mỹ và Mexico.